che đường. Hoa sao không trên cây, đi là nở trên đây. Em van xin hoa, hoa ơi hoa hãy cứ đi đi, hơi muộn phiền. Em tìm đủ mọi cách để hoa tan biến thật nhanh. Em lại từ phương tám thân phải đến bay bay 49 lần. Sao hoa không đi đi, để em đang rơi trên mi. Sao sao em phải làm sao? Tại sao em không? Baby, em không cần khóc đã có chị đây. Còn biết và đang sử dụng những mẹo chăm da dân gian nào nữa không? Liệu đã đủ và phù hợp cho da của mình chưa? Mọi người hãy cùng với Trâm và Chuki San giải ngố lầm tưởng chăm da tại cuộc thi thí nghiệm trường đấu chuyên gia được tổ chức bởi Hazeline kênh 14 và trường người ta nhé. Vừa gặp gỡ những gia sư lại còn nhận được những phần quà cực hot. Hẹn gặp tại trường đấu chuyên gia.